Bayern Munich muốn bổ nhiệm huấn luyện viên Ten Hag. Lập trường của Erik Ten Hag về Bayern Munich có thể thay đổi sau cuộc đàm phán với Sir Jim Ratcliffe. Bayern Munich được cho là đã bổ sung huấn luyện viên Erik Ten Hag của Manchester United vào danh sách tiềm năng thay thế cho huấn luyện viên Thomas Tuchel, người sẽ rời đội bóng vào cuối mùa giải này. Trong khi đó, Erik Ten Hag sẽ chỉ quan tâm đến công việc ở Bayern Munich nếu đồng chủ sở hữu Quỷ Đỏ, Sir Jim Ratcliffe nói rõ rằng ông không còn muốn Ten Hag ở Old Trafford nữa. Erik Ten Hag, 54 tuổi đang chịu áp lực bị Manchester United sa thải. Chiến lược gia người Hà Lan có thể tổ chức cuộc đàm phán quyết định về tương lai của ông với Sir Jim Ratcliffe trong những tuần tới. Ưu tiên của Sir Jim Ratcliffe sẽ là gắn bó với Erik Ten Hag, nhưng kết quả từ nay đến cuối mùa giải của Manchester United sẽ mang ý nghĩa quyết định đến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ. Nếu Ten Hag bị Manchester United sa thải, ông cũng sẽ không thiếu sự quan tâm. Sau khi bị các huấn luyện viên Xabi Alonso, Julian Nagelsmann và Ralf Rangnick từ chối, gã khổng lồ Bundesliga Bayern Munich hiện đã bổ sung Ten Hag vào danh sách rút gọn thay thế cho huấn luyện viên Thomas Tuchel, người sẽ ra đi vào cuối mùa. Tờ Sky Sport thậm chí còn tuyên bố rằng Bayern Munich đã liên hệ với người đại diện của Erik Ten Hag là Kesvog. Bayern Munich muốn đánh giá sự quan tâm của Ten Hag đến chiếc ghế huấn luyện viên do Thomas Tuchel để lại. Các báo cáo từ truyền thông Đức cho biết thêm, mặc dù Ten Hag muốn ở lại Manchester United nhưng ông sẵn sàng đảm nhận công việc ở Bayern Munich nếu bị Sir Jim Ratcliffe sa thải. Manchester United miễn cưỡng sa thải Ten Hag xuất phát từ hai yếu tố chính, chi phí bồi thường hợp đồng cho việc sa thải và nhận thấy thiếu ứng cử viên phù hợp để thay thế Ten Hag. Tuy nhiên, sự quan tâm của Bayern Munich mang đến cho họ một cơ hội hấp dẫn, vì Bayern Munich có thể trả phí bồi thường cho Manchester United để sở hữu Ten Hag, trong khi Manchester United có thể bổ nhiệm chính Thomas Tuchel. Tờ Sky Sport thậm chí còn tuyên bố rằng Bayern Munich đã liên hệ với người đại diện của Erik Ten Hag là Kesvog. Bayern Munich muốn đánh giá sự quan tâm của Ten Hag đến chiếc ghế huấn luyện viên do Thomas Tuchel để lại. Các báo cáo từ truyền thông Đức cho biết thêm, mặc dù Ten Hag muốn ở lại Manchester United nhưng ông sẵn sàng đảm nhận công việc ở Bayern Munich nếu bị Sir Jim Ratcliffe sa thải. Manchester United miễn cưỡng sa thải Ten Hag xuất phát từ hai yếu tố chính, chi phí bồi thường hợp đồng cho việc sa thải và nhận thấy thiếu ứng cử viên phù hợp để thay thế Ten Hag. Tuy nhiên, sự quan tâm của Bayern Munich mang đến cho họ một cơ hội hấp dẫn, vì Bayern Munich có thể trả phí bồi thường cho Manchester United để sở hữu Ten Hag, trong khi Manchester United có thể bổ nhiệm chính Thomas Tuchel. Erik Ten Hag gần như không sẵn sàng đến Bayern Munich trừ khi ông bị Manchester United sa thải. Gần đây, Erik Ten Hag nói, tôi có hợp đồng 3 mùa giải với Manchester United đến năm 2025, nên tôi không quan tâm. Tôi đang trong quá trình này, tôi chỉ tập trung vào quá trình nên tôi không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi đã nói chuyện nhiều với Sir Jim Ratcliffe, cả với Sir David Braithwaite, cánh tay phải của Ratcliffe và những người khác trong nhóm INEOS, vì vậy tôi biết chúng ta đang nói đến đâu. Tôi có niềm tin mãnh liệt và tôi cảm thấy rằng họ tin tưởng vào tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.